cả nhà. Hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ với một nhân vật hết sức là đặc biệt, đó là nữ ca sĩ Cẩm Vân. Và chị Vân đang điều trị với công nghệ trẻ hóa da. Em chào chị Vân. Và em thấy rằng là chị Vân đã sắp xong rồi rửa mặt của mình. Và em mời chị Vân ngồi dậy để xem coi là cái tác dụng rửa bên của mình như thế nào chị Vân nha. Em cảm ơn chị Vân đã tin tưởng em. Đã rất là lâu rồi, cũng đã đến với em từ cái thời ở D2 rồi tới bây giờ. Mà cái thời khai trương, lúc khai trương là chị cũng đến ủng hộ em, rồi cũng như là con gái gia đình cũng đã chăm sóc. Thì hôm nay chị vừa điều trị công nghệ trẻ hóa. Chị đang có cảm giác là nó xanh hơn, tại bữa nay còn chưa làm. Đúng rồi. Bây giờ em gửi gương chị xem thử nha, để có gì chị cho em ý kiến. Thấy rõ, cho nên là bên này nó gọn nha chị. Mà chị thấy là cái bề mặt da nó cũng đã sáng hơn so với bên kia. Rồi chị nghĩ, chị nhìn kỹ những cái phần mà thường thường ở cái tuổi của mình thì hay có những cái li ti đó, thì chị thấy là nó cũng đỡ hơn. Rồi ngay cả cái khóe, cái viền đó. Nha. Mừng quá hả chị? Mừng quá. Dạ. Chị thấy là bên này mình làm một nửa này cảm giác nó cũng nhẹ này. Nó nhẹ hơn chị. Mà cái liệu trình này chị, cái mình đây là mình mới làm có một lần thôi, và thường cái tăng sinh collagen là nó sẽ có thời gian. Chị sẽ điều trị công nghệ này, mới làm xong thì mình thấy được 10%, nhưng mà với thời gian mình sẽ càng ngày càng thấy được hiệu quả nhiều hơn nữa. Dạ, em cũng cảm ơn chị đã dành thời gian đến và tin tưởng em, vì em biết là chị Vân thì cũng có rất là nhiều lời mời, nhưng mà thậm chí là còn tạm rồi còn nhiều cái sự chăm sóc, nhưng chị Vân vẫn tin tưởng em. Bởi vì như chị Vân có chia sẻ là làm đẹp cũng nói chung là ai cũng nhìn đến sức khỏe thì cũng phải có cái niềm tin nha. Chị rất là tin tưởng, và nhất là bây giờ hiện giờ thì thấy là còn hầu hết như showbiz là làm ở đây. Dạ. Và không phải là chỉ quảng cáo mà truyền miệng nhau nữa. Dạ. Truyền miệng nhau nên kêu chị hỏi thăm thì ai cũng nói là lên đây. Thực ra là không cần nói gì cũng đến. Tại vì có bao nhiêu năm kinh nghiệm, 20 năm trong nghề này. Nên thực ra là cái đó là cái sự tin tưởng tuyệt đối. Em cảm ơn chị Vân nhiều lắm. Và bây giờ em tiếp tục mời chị là mình điều trị cái phần nửa còn lại nha.